là mọi người. Hôm nay mình đổi view một tí nha các bạn. Hôm nay thì mình đang cho cá beta ăn nè. Rồi mình quay cho mọi người xem luôn. Thì cái cảnh này thì nhìn phê lắm ha. Loại thức ăn ngày hôm nay mình cho tụi nó ăn là trùng huyết đông lạnh nha các bạn. Nói chung thì cái loại này á, thì mình cảm thấy là thay thế trùng chỉ để giảm chi phí rồi rất là tốt luôn ha. Mặc dù mấy bầy cá beta nó ăn cũng rất là nhiều, nhưng mà cho ăn cái này thì đỡ tốn tiền hơn cái trùng chỉ. Trùng chỉ bỏ vô chút xíu là hết hà. Mà trùng chỉ dạo gần đây thì giá rất là cao các bạn biết mà. Nuôi tầm 3 tháng, 3 tháng rưỡi cá nó mới bung đủ, gần đủ. Mà cá beta một con nó ăn cả chục con cá bảy màu á, cho nên hao hơn rất là nhiều. Mình quyết định là mình sẽ cho ăn trùng huyết với là bo bo đông lạnh đồ kèm vô thêm. Thậm chí là nếu mà kẹt quá thì sẽ cho ăn cám kèm vô thêm luôn. Nhưng mà để làm ra được những con cá beta đẹp thì mình phải chịu đầu tư về cái mảng thức ăn nha các bạn. Cho ăn cám không thì cá nó nhỏ lắm, nó nhỏ con. Nhỏ con thì đuôi vây nó không được căng, không được đã. Nhất là cái dòng hóc môn, cá mà nhỏ con rồi thì bộ đuôi bộ vây nó nhìn không được dày, không được vây. Thì hôm nay thì mình có xuống mấy bầy cá beta con rồi nữa. Thì sáng cho cá bảy màu ăn xong rồi. Để mình cập nhật mấy bầy cá bảy màu mình mới vừa tách trong máy là chuyển hồ cho mọi người nè. Đây bầy này là mình mới vừa tách trong máy ngày chiều ngày hôm qua. Mình dọn cái hồ này, mình dồn hồ lại. Bên đây thì lúc trước chỉ có chứa 8 con cá trống thôi, nhốt cái hồ bự quá thì phí, cho nên là mình quyết định là mình dồn hồ lại để mình lấy cái hồ mình tách trong máy. Rồi mình xuống hai bầy cá bảy màu con nữa. Với lại kế hoạch ngày hôm nay của mình cũng khá là nhiều á, vừa chuẩn bị cho Tết rồi vừa phải kiểm tra coi cái bộ cá giống, mấy bộ cá bóng giống già của mình đó bạn, coi bộ này nào còn sử dụng được, bộ nào mà kém quá rồi thì mình sẽ loại ra hồ hy sinh, còn bộ nào còn sử dụng được thì mình sẽ sử dụng tiếp, và kèm theo đó là mình sẽ dọn hồ để mình xuống mấy bầy cá con. Cá con của mình dạo đây cũng khá là nhiều rồi, mình mua thêm một chục cái khay nữa mà mình xài coi có thể nói là gần hết rồi, lớp nào tách đẻ lớp nào cá con đó. Ngày hôm qua thì mình có vớt một bầy này trong hồ luôn nè, bầy cá con này nè, với lại mình rớt con máy bầu ra luôn đó. Cho ăn cử đầu tiên rồi, cho ăn hồi sáng. Sáng nay thì mình cho ăn hạt cơm mi, sau đó thì mình sẽ đi kiểm tra mấy cái máng cá đó, cái máng nào mà còn trùng của chiều ngày hôm qua thì mình bỏ trở lại thôi. Rồi tới trưa này thì sẽ là coi máng nào mà hết trùng á thì sẽ chăm, còn máng nào mà còn trùng thì khỏi chăm trùng thêm. Đó là hai cử chiều, thì xế chiều thì có thể là sẽ coi thời tiết, coi nắng nóng đồ đẹp không, nếu mà đẹp á thì sẽ cho ăn chút xíu cám, còn nếu mà không thì thôi. Chủ yếu là mấy bầy cá form thôi, còn mấy bầy cá con này thì nó dễ chịu rồi. Bạn thấy bầy nào bầy nấy nó ú hết rồi. Như bầy này là phải xuống nè, hồ mau nó dơ cực kỳ luôn, số lượng cá đông mà. Nè, mình đang chuẩn bị là mình lọc bầy này, mình lọc bầy giống này. Bầy giống này mình sẽ loại ra những con mà kém, những con mà cảm thấy mà không hợp, hư body. Thêm cái nữa là sau quá trình mà nuôi đẻ đó thì sẽ có những con như vậy, nó dạng lưng lửng như nè, tóp bụng không ra tóp bụng, nhưng mà nó sẽ không đẻ nữa, nó xếp lép xẹp về hoài luôn, không bao giờ đẻ nữa, thì sẽ loại ra hồ thủy sinh. Với lại vàng trống nữa, mình cũng tuyển, mình loại bớt vàng trống, tuyển đồ lại ha. Đó, công việc của ngày hôm nay. Còn bên đây mình chưa có kịp mà tỉa đuôi tỉa vây cho tụi nó nữa nè. Thấy các bạn thấy tụi nó bơi, tụi nó nằm trên máng không luôn rồi. Thì mình sẽ tỉa đuôi tỉa vây. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ thu lại cái hồ này, mình lựa lại cái nào xài được, con bộ nào còn xài được, cặp nào còn xài được thì mình dồn qua hồ bên kia luôn. Đó. Còn bên đây là bản màu khác, cho nên là không thể dồn tầm bậy tầm bạ được. Bên đây là bản màu xanh, còn bên đây là bản màu tím. Nó bản màu xanh mà xanh ra kiểu xanh lục á. Đấy, với lại sáng này mình kiểm tra thì thấy cái hồ này đang có mấy con nó ấy nè, mình đang đánh thuốc nè cho ăn rồi, thì thấy á, thấy nó hơi lắc nhẹ nha các bạn. Mình đang coi phải bệnh đồ không,
thì mình thấy nó hơi lắc nhẹ lắc nhẹ. Mấy ngày hôm nay lơi là lắm các bạn, kiểm tra đồ không có được gọi là sâu sát. Mấy hồ cá công việc nhiều quá rồi, có thể nói là bỏ bê á. Thay vì công việc một ngày ở hồ cá của mình là 10 việc đi, thì mấy ngày gần đây do chuẩn bị dọn dẹp rồi đó, thành ra là mình làm chỉ được có 5 việc thôi, 5 việc cơ bản nhất cho ăn rồi ấy thôi, kiểm tra coi bài nào ấy thì ấy thôi, còn kiểm tra bài nào mà gặp vấn đề thì mình xử lý thôi. Với lại một cái nữa là coi hồ nào máy thì mình hút cặn rồi kiểm tra beta rồi nữa, nhiều việc ha, mình gác lại khá là nhiều việc á. Qua Tết thì mình sẽ làm lại. Với lại mình có thu mua một bộ hồ thanh lý kìa, bộ hồ kính nha. Mình đang mình đang kiếm chỗ để mình bố trí nó, có thể là bố trí ở ngoài mé ngoài này luôn, và mình sẽ dọn bớt một vạt cùng shop. Thì mình mua 12 hồ, 2 kệ và một cái kệ không để mình form beta. Đó. Thì cái gì cái chứ cũng phải qua năm rồi mới ấy được các bạn ơi. Giờ gấp dữ rồi, gấp dữ rồi. Bữa nay là cận kề luôn rồi, còn gì nữa. À, bài này thì mình mới vô tách trong máy hôm bữa đó, đem ra form mấy bữa là ủ liền, có 2 ngày chứ giờ là mình thấy nó khác hơn khá nhiều đúng không. Hôm bữa có nhiều con đó, nó hơi ốm, nhưng mà hôm nay thì mình thấy khá lắm rồi. Bài này thì ngon lành. À, nhiều kế hoạch phải qua Tết rồi mới có thời gian để mà thực hiện được. À, mình cũng dọn bên đó mình xuống 2 bầy cá con nữa, còn mấy cái khay này chồng chồng lên này là mình nhốt cá beta con đó bạn. Không có thời gian rồi, cái cũng hơi trễ, làm hơi trễ hư hết một bầy rồi, bị bệnh ra. Bữa nay sẵn làm luôn nè. Nè, nói thật chứ chưa có sắp xếp được sao cho nó gọn ghẽ, thành ra cũng chưa có mà làm cho nó triệt để được. Giờ bài ra cái chút rồi mới mốt dọn lại là rất là mệt, cho nên mình phải lên kế hoạch mình làm đồ đàng hoàng hết rồi mình mới bắt tay vô mình làm ha. Tạm thời thì để tụi nó vậy đi rồi sắp xếp lại. Đây thì mình dọn cái hồ này rồi. Hồ này thì chỉ toàn là cá, lúc trước là chỉ toàn là cá mái Ivory không thôi, nhưng mà mình dọn hồ lại rồi mình hút cặn, mình thả lại bộ HP Retro nè. Bài này thì đông lắm, đông cho nên là mình ưu tiên nó mình xuống trước, chứ thật chất ra mấy cái bài các bạn coi hồi nãy á, mới là mấy cái bài mà xuống tầm đó xuống là cứng ngắc luôn, xuống là cá ú nu luôn á. Còn bài này thì nó đông quá, nhốt trong cái khay không an toàn lắm, cho nên là mình sẽ ưu tiên mình xuống nó trước. À, HP Red nha, trong đây thì có mấy con nó đột biến lên mắt đỏ. Đây bài này mình cũng mới vừa xuống nữa nè, bài này là Ivory. Cho ăn rồi là nhìn thấy nó ú lắm. Còn đây là beta nha, beta con nè. Bữa nói chung là tính sắp xếp là ngon lành hết rồi, mấy xuống mấy bài beta mà cuối cùng là không kịp. Cá do mật độ đông quá cho nên là có một bầy nó bị bệnh, nó bị hao hụt các bạn. Đây nè, để mình cho bạn xem. Cái này là tụi Ivory mình tách hôm bữa, mình có quay cho mọi người. Bài này thì lên bản màu đậm nha. Beta bên đây nè các bạn. Bài này mình nói 500-600 con rồi, nhưng mà giờ còn chừng mấy chục thôi, sau một đêm thôi đó các bạn. Phải nói là beta này nó cũng khó chịu, có một cái ha, nó bệnh và nó gãy rất là nhanh, beta con á. Còn nó lớn rồi á, cỡ mà ăn trùng được rồi thì phải ra à, khỏe lắm. Chỉ có hồi mà nhỏ còn ăn Akami á, mình thấy nha, nó vô nắm một cái rồi gãy một phát là cả bầy á. 500-600 con lận mà còn mấy chục thôi là các bạn hiểu rồi ha. Thăm hàng ngày nha mọi người, mỗi ngày thăm mấy lần luôn á.
Còn đây tụi này là tụi hamon ăn xong rồi đó, tụi này ăn nhanh lắm. Tụi này thì tốc độ ăn là vô địch, bỏ cục trùng huyết đông lạnh vô là nó rẻ chút xíu là hết. Bên đây là đùi trưa nha, còn này là samurai. Samurai mình thì được chừng chục mười mấy con à, mẻ đầu tiên mình ép thất bại cái samurai. Bên đây là rồng đen, rồng đen còn rất là nhỏ. Đây là mau bò đốm ha, đang lột nha mọi người. Mau bò đốm này thì đang lột, hồi nãy mình thấy thì có con hai con nó lên đốm đã lắm mà nó trốn rồi. Như điển hình là con này là đang lột nè, đang lột về trắng nè, rồi sau đó sẽ lên đốm xanh. Đó, con này là Dumbo Gold nha, đang lên Gold và đang lên ánh kim và đang lên tay bơi luôn. Mình thấy nuôi Dumbo Gold nha, nó chậm hơn nuôi cả Dumbo White nha mọi người, lên cực kỳ chậm luôn. Mấy bài kia người ta bự chản hết trơn rồi, nó còn có chút ép à. Đó. Đó, công việc buổi sáng của mình coi như là ấy rồi đó. Bây giờ thì một chút xíu nữa mình đợi cho cá nó tiêu hóa xong hết cái hạt cơm mi đó, sau đó mình sẽ đi soạn lại cái bộ cá giống rồi mình lấy lại hồ. Đây ha, thả vô đây không có nghĩa là sẽ là cá giạt cá bỏ nha mọi người. Đây là đa số là những con cá mà nó chậm lớn, cho nên là mình quyết định mình thả nó vô đây để mình cho ăn cỡ đều, cá nó không có bị dành ăn nhiều á, để mình cho ăn để mà mình thúc nó lên. Thì thúc lên nè, như mấy con này là thúc lên à mầm luôn á, mau lớn, nó mau lớn lại liền ha. Rồi bye bye và làm việc mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ nãy tới giờ nha.